Wow. Ui, cẩn trọng gì nhập cao mẹ ơi. Cao. Đấy. Ôi, đây. Chín này các bạn này. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bản thân Vlog các cháu ơi. Wow, các cháu nhìn thấy gì đây không? Đây là một chú đùi bò đấy, siêu to khổng lồ. Là Hưng Vlog mua cho bà đấy các cháu nhá. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip bà nướng một cái đùi bò siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì các cháu này, đấy, bây giờ cái đùi bò này là 30 cân đấy. Ôi, Hưng này nó mua cho bà sẽ là bà thứ nhân à. Ui, không nổi đâu các cháu ạ, nặng lắm. Bây giờ các cháu bảo, wow đấy. Các cháu nhìn đi, ngầu chưa? Các cháu nhỉ. Thì các cháu ơi, hôm nay bà làm không biết nó có thành công không, nó có chín không. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ thực hiện luôn nhá. Bà sẽ để các cháu này, cái chỗ này nó thừa ra này, nó hơi xấu này. Thì có khả năng là bà cắt bớt nó đi nhá. Để cho nó giống y như là một cái đùi gà các cháu nhá. Thôi, bây giờ bà cắt này, bà lấy dao này. Wow, đây bà cắt nhá. Chỗ này bảo cái gân. Wow, các cháu này, đấy cái miếng này nó thừa nhá. Thì bà cắt ra, bà để xào rau muống ăn dần nhá. Ui, các cháu nhìn ngon chưa? Đấy, rồi. Wow, các cháu nhìn này. Đấy, đấy bây giờ này. Rồi, bây giờ bà sẽ loại bỏ những cái lớp mỡ mỡ này đi nhỉ. Các bà này phải đợi đây. Các cháu này. Đấy. Rồi. À, các cháu này. Đấy, bà lọc cái lớp màng này đi để tẩm ướp gia vị cho nó ngấm các cháu nhá. Wow. Các cháu thấy bà lọc có đẳng cấp không? Xoạt 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 xoạt. Rồi. Đấy. À, các cháu ơi, đấy bà lạng hết những cái màng màng rồi. Đây các cháu nhìn thấy ngon chưa? Thì bây giờ có khả năng bà lại cứa ra để khi tẩm ướp gia vị nó ngấm nhá. Rồi. Một lại nướng nó lại còn nhanh chín nữa các cháu ạ. Bây giờ bà tẩm ướp ra, cứa để tẩm ướp ra. Đó, các cháu nhìn này. Wow, các cháu thấy chưa? Tiếp. Đấy. Các cháu này, đấy, thịt bò nó tươi đấy. Ui đùa dảo. Các cháu ơi, thế này mà dúng vào lẩu nhỉ? Ăn thì ngon đấy. Tiếp. Ô các cháu ơi, đây các cháu nhìn này, bà đã cứa hết rồi này. Wow, đấy. Rồi, thì bây giờ bà pha gia vị và tẩm ướp vào nhá. Thì các cháu ơi, đây là mỡ dầu điều này. Wow, đây là mỡ dầu điều này. Đấy. Mỡ dầu điều đấy. À chị ạ. À? Hôm nay ở đây sao rồi thưởng thức món đùi bò nhá. Vâng, hôm nay lên đây buổi đầu tiên với chị Tân để xem rồi. Những cái chị... công việc. Bây giờ bà cho một ớt này. Wow, đấy. Một ớt đấy. Ớt này dầu điều rất đẹp. Đúng này, gừng này. Rồi băm này. Wow, đấy. Và đây là tiêu các cháu nhá. Wow, đấy. Rồi đây bà cho mấy hạt muối vào. Muối tinh nè. Đấy, muối tinh đấy. Rồi, bây giờ bà ngon khối đều lên này. Wow, các cháu nhìn đấy, này. Xem nhá, xem cô Tân làm nhá, thấy chưa? Ngon chưa? Hôm nay ở đây chơi nhá chị nhá. Hôm nay ở đây chơi món em làm. Chị ở thành phố Bắc Giang đấy các cháu ạ. À. Xem nhiều lần rồi trên TV rồi nhưng mà chưa được lần nào gặp trực tiếp. Hôm nay đi trực tiếp để lên gặp cô Tân Vlog thôi chứ. Thực ra là cô rất là trẻ đấy. À, các cháu ơi, đây. Gia vị và quá này đấy. Rồi bây giờ em quét vào đây chị ạ. Rồi bây giờ bà quét vào thịt bò này, vào đùi bò, đùi bò này. Wow, các cháu nhìn này thấy chưa? Rồi các cháu nhìn này. Mọi người xem nhá. Xem từng khâu là cô Tân Vlog cô đang thực hiện một cái đùi bò rất là ngon, to. Thơm lắm các cháu ạ. Khổng lồ luôn. Thơm lắm chị ạ. To khổng lồ luôn. Khổng lồ quá. Phải làm là giờ thôi. Bà giờ mình những mặt bên. Đấy, cho nó ngấm nghía vào rãnh này, các cháu nhìn này. Các cháu nhìn này, wow. Ngon chưa? Trông ngon đấy chị nhầy. Nào để em lưng nhá. Để em nói, em dở trong này, tay chị bẩn. Xem lạ. Ui, lặng lắm. Ui, lặng lắm. Lặng đây, hai chị em. Ây. Ui. Ôi, to thế này. Chị lại bẩn tay rồi. Không sao. Vâng. Các cháu này, tiếp tục này. Hai chị em làm nhá. Đấy, cháu nhìn thấy ngầu chưa? Đấy.
Ôi, ôi ngon quá. Rớt vào đây để trong thơm lắm này. Thơm quá, 15 phút các cháu ạ. Cháu mang đi đốt lò là nướng. Các cháu ạ, hôm nay bà lại thiết kế ra một cái lò độc lạ nữa. Ơ các cháu ơi, đấy bây giờ có khả năng là bà lại gọi thằng Hưng nó mang cho bà cái miếng thú bóng này để bà bọc vào nhá, để cho nó gia vị nó sẽ ngấm mà nó sẽ không bị khô miếng thịt bò nhá. Hưng ơi! Dạ. Đi ra đây con ơi. Ui. Con bọc cho mẹ đi. Mẹ làm tẩm ướp xong hết rồi à? Xong hết rồi. Ui, các bạn ơi nhìn ngon nhỉ? Ui. Wow. Con đấy, ngầu chưa? Rồi mẹ dựng lên để con bọc cho à. Mẹ dựng lên. Đây con bọc đi. Đấy các bạn ơi, bọc đây là để làm gì ấy mẹ? Bọc để cho nó giữ độ ẩm ướt, nó không khô miếng thịt bò, đùi bò. Rồi. Rồi. Đúng không? Con lăn ở đây, con lăn ở bên này, lăn ở bên này. Mẹ cứ giữ ý. Đấy con dao đây, nhấn dao để cắt. Các cháu thấy chưa? Cái đùi bò nó thua lại phải dùng cái miếng túi bóng khổng lồ mới bọc được nó. Wow. Đấy. Thôi thôi, để cành xuống con này, được rồi. Ui. Đấy. Nó kín vào đây. Xong rồi đấy mẹ ạ. Xong rồi. Các cháu ơi, đấy bà bọc kín rồi. Wow. Nhìn hấp dẫn nhỉ các bạn nhỉ. Nhìn hấp đấy. Dẫn. À các cháu ơi. Đấy, thì bây giờ các cháu nhìn thấy bà bọc rồi đấy. Nhìn ngon chưa? Thì bà ủ đây độ 2 tiếng đồng hồ nhá. Thì trong khi ủ đây là có khả năng là bây giờ là bà đi đào lò nhá, để bỏ than vào gió bếp nướng nhá. Rồi. Đó đi. Ô, các cháu ơi. Đấy, cái lò nướng bà đã làm hoàn thành rồi đây, các cháu nhìn này. Đấy, các cháu nhìn nhá. Thì bây giờ bà sẽ đốt bếp này, vất than vào và gióm thôi. Sao bà bỏ đùi bò vào bà nướng. Wow, bây giờ là bà châm lửa này. Wow, nó cháy rồi này, các cháu nhìn này. Ở đây. Wow. Rồi, bây giờ bà bỏ củi lên. Bỏ củi lên xong bỏ than. Đấy. Các cháu ơi, lửa nó cháy hùng hùng rồi. Bây giờ bà vớt than xuống đây. Vớt than xuống. Ui. Là. Các cháu nhỉ, hôm nay cái đùi bò mà bà nướng kiểu này là cái hùng ngon đấy. Thì các cháu ơi, các cháu xem video này có thấy hay thì like thật nhiều rồi nhá, chia sẻ giúp bà nhá. Rồi. Ô các cháu ơi, đấy bà gióm này than nó cháy rồi này. Wow. Thì các cháu ạ, bà nướng có khả năng là đây, bà lại sáng tạo ra bà phải cho cái thau nước vào để nó tỏa nhiệt ra, không cái đùi bò nó cháy các cháu nhá. Bà thả đây là. Wow. Cho bà lò nướng đây. Đấy các bạn ơi. Wow. Đây các bạn này, nhìn này. To bự luôn. To bự luôn. Rồi mẹ ơi đặt ở đây nhá. Rồi con đặt đây. Rồi. Đấy. Wow. Đây các bạn nhìn này. Cái này nó chín nó rớt nước nó rớt vào thau các bạn nhá. Đúng rồi. Nó. Các cháu ạ, cái thau nước ở đấy là mục đích là khi cái đùi bò mà nó toát mồ hôi nha, là nó rớt vào cái thau nó rớt ra củi lửa nhá. Đấy. Rồi, bây giờ đậy lắp vào à mẹ? Đúng rồi, các cháu thấy bà có sáng tạo không? Thôi bây giờ đậy lắp vào con ơi, nhanh, lắp đâu. Các cháu ơi, đấy, con ơi úp vào đây. Wow, đấy. Rồi. Có nghĩa là bây giờ các cháu ạ, bà thiết kế gọi là đậy kín hết lắp vào. Đấy, đậy kín hết lắp vào để cho nó chín bằng âm, bằng nhiệt con nhá. Rồi. Ô các cháu ơi, đấy bà nhít bùn vùng quanh rồi đấy các cháu này để cho nó giữ nhiệt. Thì các cháu ạ, bà cũng hồi hộp với hôm nay không biết là có thành công không nhá. Đấy các cháu nhá. Đấy các bạn ơi, rồi. Đây là cách nướng mới của mẹ mình các bạn ạ, ngầu các bạn nhờ. Đấy. Rồi, thôi. Các cháu ạ, bà để đây đúng 3 tiếng đồng hồ nhá. Đấy, nướng là phải 3 tiếng đồng hồ với mẹ nhờ. Rồi, nó đi đi vào con này. Ô các cháu ơi, bà hồi hộp lắm không biết nó có chín không. Bây giờ bà thì bỏ ra xem nó chín chưa nhá. Nếu mà nó chưa chín bà lại đốt than nướng tiếp cho các cháu nhá. Rồi. Rồi con ơi mở ra đi. Cậy bùn, cậy bùn. Nóng lắm mẹ ơi. Nóng à? Nóng cái này cơ mà. Ui. Món này đùi đùi bò hàm đây là ngon đấy các cháu ạ. Mẹ nướng cái kiểu này thông minh phết mẹ nhờ. Ui bỏng lắm mẹ ơi. Thế nó chín bằng mà tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Ui chỗ này tua tay luôn mẹ. À thế à. Ui.
Rồi các mẹ khênh ra nhá. Đấy hù hù các mẹ. Hai bạn. Hai. Wow. Yeah. Nhìn thấy chú đùi bò rồi các cháu ạ. Con ơi, được có chín không? Các cháu nhìn chưa? Ủa. Thơm lắm các cháu ạ. Thơm hết rồi. Trồng phước. Ở đây 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 có chú đất, chú đất, chú đất, chú đất, chú đất. Wow, các cháu ơi. Không biết nó có chín hay không? Bây giờ bà xem nào. Hai mẹ con mình khênh lên đi con ơi. Rồi, con nhìn cái màu này là biết là chín rồi mẹ ạ. Chín rồi, khênh khênh khênh. Hai bạn. Con lặng ở bên được không? Wow. Wow. Ui, các cháu nhìn này. Cao mẹ ơi. Cao 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 cao. Đấy. Ôi đây 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 đây. Chín này các bạn này. Đấy các bạn ơi. Các cháu ơi. Ngon không? Ui. Đây xoay xoay bên này, xoay bên này cho các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn này. Wow. Chín rồi các cháu nhá. Các bạn nhá. Thơm như trâu gác bếp luôn. Đấy. Ui, mẹ mình giỏi các bạn nhỉ. Ừ, mẹ đẳng cấp ấy. Wow. Rồi. Ok. Ok. Bây giờ bỏ ra thưởng thức vậy nhỉ? Bỏ thưởng thức đây con ơi. Đấy. Chào các bạn nhá. Chào bạn nhá. Chào bạn nhá. Các cháu ơi, đấy, thế là bạn đã nướng thành công một chiếc đùi bò siêu to khổng lồ đấy các cháu nhìn này ngon quá. Thơm thật đấy bà. Ngon luôn. Ngon luôn. Hấp dẫn đấy nhỉ. Ngon quá. Thì bây giờ bà mời tất cả. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây. Cùng thưởng thức đùi bò với bà nhá. Thế bây giờ bà lấy và mời các cháu với này em lấy em mời anh nhá. Rồi. Ngon quá tuyệt vời. Rồi. Các cháu ạ, hôm nay bà rất là vui có anh con bác ruột ở phương xa về chơi nhá. Ở phương xa hả? Xa. Ở rất xa các bạn ạ. Mua một cái đùi bò chưa to cũng ngồi để đây là tiếp cái này. Ông anh đấy. Bây giờ bà cắt này. Em cắt để mời anh nhá. Hả? Mời quá anh nhỉ. Wow. Thơm đấy bà. Ui. Ai thì đoán. Các cháu này. Wow. Nhập. Mời các cháu nhá. Thay nhỏ ạ. Thay đôi. Đấy. Ui. Lô à? Chị ấy. Con bò này nó lâu ngày nó dài ghê các cháu ạ. Đấy. Thôi, đưa cho các cháu nhỏ đằng sau nhá. Ra à. Khỏi đường vào đi. Ra sống chùa vào đi. Đưa đưa đưa. Ra đi vào đi. Dễ phải đấy. Này, các cháu nhỏ đưa đưa nhỉ. Trên tay, trên tay. Cháu nhỏ trước. Các cháu này rất là ngon này. Wow. Thơm lắm các cháu ạ. Đấy, bà cắt ra cho bé bé cho mấy cháu nhỏ. Ui, thơm nghe không à. Thôi, hôm nay anh ăn mạnh nhá. Anh hôm nay phải ăn hết nửa cái đùi này. Wow. Wow. Quá ngon luôn đấy. Mọi người giận đây. Đấy, đây các cháu nhá. Rồi. Chảy nước miếng luôn các bạn ơi. Con này đưa đây, đưa đây. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Đúng rồi, đưa rồi. Thịt bò nó có phải tái tái ăn mới ngon các bạn ạ, ngọt. Đúng rồi. Wow. Yeah. Nhìn rồi thèm thế. Đóng lắm. Đây, con này để đây các bạn. Wow, thơm thật. Bây giờ bà mời các cháu nha. Mình mời các bạn nha. Mình mời tất cả các bạn nha. Các cháu nha. Mình mời các ông bà cô dì chú bác nha. Mời các bạn nha. Mời bác. Mời các bạn nha. Đấy các bạn ơi, chấm mấy tương các bạn ạ. Chấm mấy tương ở nhà làm đấy các cháu này, tương gừng này. Rồi em mời anh nhá, em mời. Rồi, em mời anh ăn đi. Ngọt quá. Cảm ơn các bạn. Bà mời các cháu à. Ngọt thiếu. Ngọt thế à. Thơm lưng. Chấm nước tương ngọt không à. Mà mềm vậy á. Ngọt. Mềm mà các bạn. Ngọt. Các cháu ơi. Nó rất là ngọt các cháu ạ. Ăn vào nó mềm sau nó rất là ngọt. Là thơm vị của lứa lại. Đúng rồi. Ngon xuất sắc. Rất chi là ngọt các bạn ạ. Thịt bò ngon lắm các bạn ơi. Ngon xuất sắc. Hôm nay lên lên ăn thịt bò ngon cưng về là ngon lắm này. Ôi dồi ôi, tương ngon thật này. Bò ngon, tương ngon. Ngon quá. Mời tất cả các bạn nha. Mình mời các bạn nha. Mình mời các bạn nha. Mình mời bạn nha. Cả các cháu nha. Hôm nay từ bé đến lớn hôm nay bà mới được ăn thịt bò nướng. Mình mời tất cả các cháu nha, mình còn lá lốt mình ăn nha các bạn nha. Còn lá lốt ăn. Mình mời tất cả các bạn nha. Đấy ăn kèm mình lá lốt hợp thân các bạn. Các bạn ơi. Mình ăn rau sống các bạn. Thịt bò ngon thơm các bạn. Các bạn thịt bò này nướng nó không bị khô các bạn nhá, nó không khô. Nó ăn rất chìa đậm các bạn, nó thơm nó ngọt. Nó khô nó ngọt. Mời các cháu ăn nhá. Ăn rất chìa ngọt luôn. Các bạn ơi. Các bạn nhìn này, đây miếng thịt nó vẫn còn hơi màu hồng hồng các bạn nhá. Đấy, ăn như thế nó mới ngọt các bạn ạ. Đấy, lại chấm mẹ nước tương mẹ mình làm các bạn nhá. Ở đây các cháu lại bảo quấn vào lá lốt này, ăn như là trâu giật này. Ui. Các cháu nha. Trâu giật luôn 100%. Xuất sắc các bạn.
Thịt bò rất hợp xương các bạn nhá. Đây nhá, mời cả nhà nhá, mời cả nhà. Đây hôm nay ăn thịt bò chấm xương rất chi là ngon nhá. Mời các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Gần lớp luôn. Đấy, ngon lắm mà. Ngon lắm các bạn. Thịt bò con xà lạnh ăn ngon lắm các cháu ạ. Ăn ngọt thiếu. Các bạn ơi, thịt bò này nó dài lắm các bạn nhá. Thơm các bạn. Chúng mình ăn gì nó mềm các bạn nhá. Đúng rồi. Lứa nó không bị mất nước các bạn. Thơm thơm ngọt ngọt các bạn. Ăn rất chiều ngon. Ăn rất các bạn. Ăn cho nó ngon nhá các bạn nhá. Rất chiều ngon nhá. Ngon quá. Anh ăn mạnh lên. Hôm nay phải ăn hết lứa cái đuôi này. Anh ở xa lắm, hôm nay mới có thịt về mới ăn. Đây, cách nhà nghìn cây số các bạn. Nhưng mà đi xe máy thôi các bạn nhá. Nghìn cây số đi xe máy thôi. Ui, lặng lắm, lặng lắm. Con xe lặng. Wow, wow. 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 Đấy, con cháu này. Wow. Mẹ cho con xin miếng mẹ ơi, con hết rồi. Cho con một miếng là hết rồi. Wow, các bạn ơi, đúng là cái thịt đùi trâu, đùi bò các bạn ạ, ăn nó ngọt các bạn nhá. Các cháu nhìn này. Này, bà Tân đi, cháu xin một miếng mà ơi. Cháu hết rồi bà. Cháu xin một miếng, cháu hết rồi bà. Wow, các cháu nhìn này là xin chào mọi người nhá. Hôm nay ăn rất chi là ngon đây thôi. Bây giờ bận trẻ con nên phải về tận Phú Thọ cơ. Đúng rồi, ở xa nhá. Xa quá, đi từ sớm giờ lên đây đi xe máy đây này. Vâng, thế em cảm ơn chị nhá. Lần đầu tiên về bà Tân Vlog đây nhá. Cả nhà xem không? Vâng, cháu xin bà nhá. Ngon này. Đông vui này nhá. Đây là muốn gì thì lên và Tân về một lúc để thưởng thức nhá. Rất chi là ngon. Cho anh mình đưa ngon quá. Hết rồi. Ngon lắm. Vâng. Thế chị bà nhá. Bà nhá. Em cảm ơn nhá. Chị bà nhá. Vâng. Các bà ăn về sau nhá. Ui. Vâng. Đi. Đây, em mời anh thì có cháu gì thì ngon không? Cho anh mình đưa cứ ngon quá. Ăn ngọt thật. Ngon đấy. Ngọt thiếu. Nhưng mà ngọt. Cái tương này mẹ làm ngon nhỉ. Ừ, tương, tương ngon. Ngon. Wow, ngọt phết các bạn. Mình làm mình 3 cái tư rồi các bạn. Ăn được này. Đầu tiên mình ăn ngon các bạn nhá. Ăn nhiều thịt bò nhỉ các bạn. Ăn nhiều thịt bò bổ lắm các bạn. Các bạn ơi, mình ăn hết hơn một đĩa rồi nhé các bạn nhá. Ngon quá các cháu ạ, ăn mãi không chán. Mình cứ cầm này mình cuốn rau xanh các bạn. Gặp thịt bò vào. Cái này mình ăn các bạn nhá. Đùi thịt cho gái bọn em mua thì... Các bạn ơi, miếng này ngon lắm các bạn. Ngon. Nóng đen rồi các bạn. Vẫn còn chưa hết. Các bạn ơi, ăn một đĩa các bạn. Cái bò là thơm. Cả đi, chốt đi, chốt đi, chốt đi. Chốt đi, cố rồi. Chốt đi, chốt, chốt. Ngon không? Các bạn dài lắm bà, ăn dây răng là. Các bạn mình chốt đi các bạn. Các bạn mình không chốt được các bạn. Mình này mình dài, mình không chốt được các bạn. Mình không chốt được. Nó ngon, nó ngọt quá. Bà Tất đi, hôm nay bà giỏi nhỉ. Bà nướng được cả một cái đùi bò rõ là to à. Cháu có thấy bà đang ngầu không? Quá ngầu luôn bà. Quá ngầu. Xuất sắc các bạn. Các cháu này có thấy bà ngầu không? Đấy, các cháu ạ, thì hôm nay bà cảm nhận là bà ăn cái đùi bò nướng này nó thật sự nó rất chi là ngọt các cháu ạ. Vì nó không mất mất vị cả, vì nó chín bằng nhiệt. Tuyệt vời đấy, các cháu nó ngọt, nó mềm mềm như là ăn châu giật ý. Đây bà mời các cháu nhá. Ăn nó dai mà dai tí nhưng mà nó ngọt. Càng nhai càng ngọt. Ngọt lắm. Thì các cháu ạ, đấy, thì mấy bà cháu không ăn hết được đâu. Đây, tí bà lạng ra để xào rau muống ăn dần các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip rồi nhá. Thì các cháu mà xem clip này của bà có thấy hay like và chia sẻ, bình luận thật nhiều và giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Mình chào các bạn nhá.